Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự thảo văn kiện. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội điều hành phiên thảo luận. Nội dung 13 tham luận trong buổi sáng tập trung vào những vấn đề như tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, xây dựng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp, phát huy vai trò sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Buổi chiều, Đại hội nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Sau đó, các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đại hội nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và các tài liệu hồ sơ về nhân sự. Đoàn chủ tịch họp tiếp thu, giải trình các văn kiện trình đại hội. Các nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.